cũng có buồn nhưng mà mình cũng thấy đó là niềm vui của mình vì cũng được đứng lên trước sân khấu đó. Số tiền này thì mình về mình sẽ mua xe đạp cho con mình. Số tiền còn lại thì mình sẽ để dành đó để mà cho hai con của mình. Mình sẽ mua những đồ cần thiết khi con mình cần á. Cảm ơn anh Ngô Kiến Huy đã gửi đến phần quà cho con gái Trấn Thành, đã cho mình số tiền để đi điều trị bệnh. Cảm ơn chị Cẩm Ly đã ủng hộ, cũng đã giúp cho mình. Giả dào hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tôi, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh. Thực ra là cảm thấy khá là tiếc bởi vì là mình đã không có được như cái dự định mà cái nỗ lực ban đầu của mình, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui bởi vì với cái phần thưởng này thì mình cũng có thể sử dụng để trao học bổng cho các em học sinh của mình. Không chỉ là giọng hát mà bên cạnh đó thì mình cũng đang viết lách và sắp tới thì cũng sắp xuất bản in chung với lại các anh chị một tập thơ gọi là Mùa Yêu. Và tập thơ này sẽ sử dụng cái tiền bán sách đó để góp cho quỹ Trái Tim Hồng, giúp cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Thì em cũng hơi buồn vì chưa thể hiện được ca khúc thứ ba, là ca khúc bài đó là bài vượt của em. Tại vì cái bài đó rất là hay thì em cũng vui lắm. Lúc mà biết mình về cái tiết mục thứ hai thì cũng hơi buồn. Nhưng mà khi mình phóng xuống sân khấu thì mình gặp con mình cảm thấy mình vui. Mình đã có được một số tiền để mình lo trang trải cho con. Dạ thì em cũng xin cảm ơn anh Trấn Thành đã cho em số tiền là 5 triệu để em có một số vốn để bước tiếp những mùa mưa nắng tới. Em cảm ơn. Mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em. Mỗi ngày tháng đôi tay gầy run run tựa vào hàng cây. Cảm xúc của em bây giờ rất là hạnh phúc, rất là vui mừng. Và phần thưởng 50 triệu đồng sẽ dành cho Việt Hưng. Thì em đã thực hiện được ước mơ, thực hiện được ước mơ của mình là giúp cho người em của em để được đi học tiếp. Và một phần nào đó em sẽ lo cho cha với mẹ, tại vì cũng già rồi, em sẽ lo tiếp tục những cái chuyện đó. Và một phần nữa thì em sẽ cố gắng để mà em trả được phần nào bên cái vụ mà em vay ngân hàng để đi học trong 3 năm. Dạ. Trước tiên là một số tiền có thể là trang trải được những cái việc em muốn giúp đỡ cho gia đình. Cái thứ hai, em học hỏi được rất là nhiều thứ. Biết như thế nào, hát như thế nào. Và tại vì em là đi theo con đường chuyên nghiệp thì những cái lời nói, những cái lời góp ý của các anh chị ban giám khảo thì em rất là tâm đắc. Em sẽ cố gắng để phát huy mình. Đón xem tập 15 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 2 tháng 8 trên kênh HTV7.